Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong video ngày hôm nay. Nóng, Quang Hải chính thức nói lời chia tay SEA Games. UEA Thái Lan nguy cơ tổn thất lớn trước ngày đối đầu Việt Nam. Và bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết. Nóng, Quang Hải chính thức nói lời chia tay SEA Games. Theo những thông tin mới nhất từ các bác sĩ của đội tuyển, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không thể tiếp tục hành trình của mình tại SEA Games 30. Trong trận đấu với UEA Singapore hôm qua, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã phải rời sân sớm vì chấn thương sau một pha va chạm với hậu vệ đối phương. Ngay sau tình huống đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trao đổi khá nhiều với bác sĩ Choi Joo-jung trước khi quyết định đưa Quang Hải ra nghỉ. Cho đến sáng nay, Quang Hải đã được đưa đi chụp MRI để xác định rõ mức độ chấn thương và theo những thông tin mới nhất, tình hình có vẻ không mấy khả quan. Theo thông báo chính thức từ VFF, Quang Hải tổn thương cơ đùi sau chân trái và theo những cập nhật mới nhất từ bác sĩ của đội tuyển, Quang Hải đã chính thức kết thúc kỳ SEA Games của mình tại đây. Một bác sĩ của UEA Việt Nam cho biết, ngay cả cơ hội để Quang Hải có thể tham dự trận chung kết SEA Games 2019 nếu UEA Việt Nam giành quyền đi đến trận cuối cùng cũng khó. Chúng tôi chỉ biết cố gắng giúp Quang Hải chữa trị và hy vọng điều thần kỳ sẽ đến. Không có Quang Hải trong những trận còn lại đúng là tổn thất lớn cho đội tuyển UEA Việt Nam. Ngoài Quang Hải, UEA Việt Nam cũng sẽ không thể có được sự phục vụ của hậu vệ Đức Chiến trong trận đấu với Thái Lan khi anh đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của tiền vệ Trọng Hùng vẫn còn đang bỏ ngỏ. Thông tin tích cực duy nhất về tình hình lực lượng của UEA Việt Nam có lẽ là trường hợp của trung vệ Tấn Sinh khi anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương cổ chân và sẵn sàng trở lại. Trận đấu giữa UEA Việt Nam và UEA Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 5 tháng 12 tới. UEA Thái Lan nguy cơ tổn thất lớn trước ngày đối đầu Việt Nam. Trong buổi tập sáng nay, huấn luyện viên Akira Nishino đã phải nhận những thông tin không mấy vui vẻ về tình hình lực lượng trước trận đấu với UEA Việt Nam. Cụ thể, trong buổi tập của UEA Thái Lan diễn ra vào sáng nay, đã có tới 2 cầu thủ Thái Lan phải tập riêng là Ratthanakorn Maikami và Jaturapat Sattham. Đây là những nhân tố tương đối quan trọng trong hệ thống phòng ngự của UEA Thái Lan. Trong 4 trận đấu vừa qua, tiền vệ phòng ngự Ratthanakorn Maikami đã có đủ 3 lần ra sân. Trong khi đó, hậu vệ trái Jaturapat Sattham cũng được huấn luyện viên Akira Nishino sử dụng ở 2 trận. Nếu cặp đôi này cũng không thể ra sân trong trận đấu với UEA Việt Nam, UEA Thái Lan sẽ càng khó khăn hơn trong việc tính toán và xoay tua lực lượng. Để chắc chắn có tấm vé vào bán kết SEA Games, thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino sẽ buộc phải giành được thắng lợi với cách biệt 2 bàn trở lên trước UEA Việt Nam. Dù vậy, trả lời phỏng vấn trong buổi tập sáng nay, chiến lược gia người Nhật Bản cũng tỏ ra không tự tin với nhiệm vụ này. Việc gặp Việt Nam sẽ khiến các cầu thủ tôi thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Mọi thứ đã sẵn sàng cho trận đấu quan trọng này. Tôi không thể đảm bảo UEA Thái Lan sẽ thắng Việt Nam cách biệt 2 bàn, nhưng tôi sẽ cố gắng đánh thức tinh thần chiến đấu của cả đội để có bàn thắng đầu tiên càng sớm càng tốt. Hiện tại, UEA Việt Nam đang là đội có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành vé vào bán kết ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cần giành một kết quả hòa trước Thái Lan là chắc chắn có vé đi tiếp. Ngược lại, UEA Thái Lan lại đang phải đối mặt với áp lực nặng nề nhất khi họ chỉ đang xếp thứ 3 tại bảng đấu. Trong khi đó, UEA Indonesia dù đang đứng ở vị trí thứ 2, nhưng họ sẽ có cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng khi chỉ phải đối đầu với UEA Lào ở trận đấu cuối cùng. Các trận đấu cuối cùng ở bảng B sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 15 giờ chiều ngày 5 tháng 12. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Và đừng quên hãy like, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.